nhiều lúc đi chùa hay xem qua video con nhận thấy không biết có lỗi không nhiều vì tăng hay ni con xem sắc mặt của họ dường như họ ít có sức sống từ khuôn mặt cho đến sắc mặt cảm giác là vậy không biết đó có phải là do việc tu hành bị kìm nén cảm xúc bí bách tâm lý hay không vì thật sự con ít thấy cực kỳ ít thấy vì tăng ni có một khuôn mặt hoan hỉ hay khiến phát tâm À, nếu tâm lý bị kìm nén, kìm chế đó tồn tại đến khi vì đó qua đời mà không loại bỏ được thì vì ấy có nghiệp báo gì? quý vị làm sư nhớ trong uh, chú giải pháp cú có nói về một cái uh, một cái cô nhà nghèo, cổ uh, do cổ nghèo cho nên là cổ phải làm lùng rất là vất vả thì đêm hôm đó cổ phải uh, xây bột cho chủ và khi mà cổ uh, xây bột cho chủ như vậy đó, cổ thấy uh, uh, các vị tỳ kheo á uh, có uh, uh, đốt uh, uh, có một vị có thần thông à, sẽ quên mất tên của ngài rồi, ngài là đệ nhất sắp xếp chỗ cho chư tăng À, ngài có cái thần thông á là ngài thắp sáng cái đầu ngón tay của ngài để ngài rọi đường đi thì à, ngày hôm đó, đó à, ngài rọi đường đi và ngài chỉ đường cho chư tăng à, cái chỗ à, sư ở cái cốc này sư ở cái chỗ này sư ở sư ở chỗ kia thì khi mà ngài vẫn chưa tăng đi đường núi như vậy đó, thì cô này cũng thấy và cô nghĩ là mấy ông sư mình á Do mình nghèo cho nên mình phải xây lo mình xây bột cho chủ mình chưa có ngủ được Mấy ông sư mấy ông làm cái gì mà giờ này mấy ông còn thức Chắc là ông bị rắn cắn hay sao Thì à, sáng ngày hôm sau đó Cổ à, được một ít những cái à, bột thừa đó à, Cổ à, nướng một cái bánh Và cổ bỏ vào giỏ Cổ đi đường cổ định bụng là cổ sẽ ăn và khi mà cổ cúng dường khi cổ thấy đức thế tôn thì cổ hoan hỷ và cổ cúng dường cái bánh đến đức thế tôn nhưng mà cổ nghĩ rằng chắc ngài ngài nhận cho mình vui thôi chứ ngài không ăn đâu thì đức thế tôn biết được suy nghĩ của cổ cho nên ngài mới ra hiệu cho ngài ananda và ngài ananda trải y ra cho đức thế tôn ngồi khi đức thế tôn ngồi và ngài dùng cái bánh của cô này cổ cúng dường thì cô cổ rất là hoan hỷ và khi cổ hoan hỷ như vậy đó, Đức Thế Tôn sau khi dùng xong, Ngài mới hỏi cô này. Tại sao cô phỉ bán đệ tử của Như Lai? Cô mới nói, dạ con đâu có. Đức Thế Tôn mới hỏi đó. Ngày hôm tối, ngày hôm qua đó, cô đã suy nghĩ cái gì? Cô này cô mới nói là, dạ thì tối ngày hôm qua, Uh, con thấy uh, các cái uh, các vị sư uh, vẫn uh, làm cái gì mà vẫn chưa có ngủ cho nên con mới nghĩ là uh, các vị đó uh, bị uh, rắn cắn hay sao đó. quý vị thấy khi mà cổ nghĩ như vậy đó Đức Thế Tôn còn nói là cổ tại sao lại phỉ bán chư tăng. nha yeah và đức thế tôn sẵn đó thì mới nói uh, một cái bài kệ đó là gì uh, nam nữ nhớ nhau thì không ngủ được uh, kẻ trộm loan trộm thì không ngủ được đức vua lo việc nước thì không ngủ được các vị tỳ kheo lo tu tập giải thoát cho nên cũng không có ngủ để nhờ như vậy ông cổ chứng đắc đạo quả nói như vậy để xin nhắc cái câu hỏi ừ xin nhắc câu hỏi nha không có nên phỉ bán chư tăng trừ bởi vì đó mình không có năng lực thần thông trừ khi cô có năng lực thần thông cô đọc được tâm cụ thể một vị nào đó và thấy rằng vị đó bị bí bách tâm lý thì khi đó cô hẳn hỏi còn cái mà mình nhìn ở bên ngoài mà mình vội vã mình suy đoán như vậy đó là thành ra là mình đang phỉ bán trừ tăng cái đông có nên nha không có nên